giá vàng trong nước biến động theo chiều tăng cùng với giá vàng thế giới. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa, phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua để bảo đảm việc giết mổ, quản lý thị trường trâu chọi mùa lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay, công tác bảo đảm an toàn giết mổ, quản lý thị trường tại lễ hội được tăng cường bảo đảm không để tình trạng thịt trâu không phải trâu chọi đưa vào bán tràn lan trà trộn tại khu vực kinh doanh mà ban tổ chức lễ hội bố trí. Thịt trâu chọi là một trong những đặc sản của quận Đồ Sơn. Trâu chọi được chăm bẵm, ăn cỏ ngon, khoai sắn, gạo, lúa mì, uống thuốc bổ, chăm sóc hết sức kỹ càng. Các ông trâu được huấn luyện chạy trên bãi cát, lội bùn, bơi nên thịt trâu rất rắn chắc. Theo ban tổ chức lễ hội chợ trâu truyền thống Đồ Sơn, lễ hội năm nay địa phương và ban tổ chức lễ hội tiếp tục siết chặt công tác an ninh, bố trí khu vực giết mổ và bán thịt trâu riêng biệt, đồng thời phân công lực lượng giám sát không để xảy ra tình trạng tuồn thịt trâu từ bên ngoài vào bán cùng với thịt trâu chọi. Sau mỗi trận đấu, trâu thua cuộc sẽ được đưa ra giết mổ, xẻ thịt bán. Các quầy thịt đông người chen lấn để mua. Giống như các kỳ lễ hội trước, khu vực bán thịt trâu được ban tổ chức bố trí ngay bên ngoài sân đấu, gần cổng sân vận động Đồ Sơn. Giá thịt trâu chọi được niêm yết trước quầy có giá từ 1,8 triệu đến 2 triệu đồng 1 kg. Đây là mức giá thấp, chỉ bằng phân nửa so với giá thịt trâu chọi của các năm trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 hôm nay tăng tới 1,2 triệu đồng một lượng, mức giá trên 80 triệu đồng một lượng khiến cho vàng nhẫn đạt kỷ lục nhiều tuần. Tính đến 16 giờ chiều nay, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji niêm yết ở ngưỡng 79,3 đến 80,4 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, tăng mạnh 1,2 triệu đồng một lượng cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 79,28 đến 80,38 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, tăng 1,2 triệu đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua. Nhiều phiên giao dịch gần đây, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Chiều nay tại khách sạn Nam Cường đã diễn ra buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Tourist 2024 Hoa hậu quý bà du lịch thế giới tại đất nước Thái Lan, một quốc gia nổi tiếng phát triển du lịch và tổ chức thành công các cuộc thi sắc đẹp tài năng tầm cỡ quốc tế. Đây là lần thứ 7 cuộc thi Miss Tourism Hoa hậu quý bà du lịch thế giới được tổ chức, đã thu hút hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới tham dự, trong đó có Việt Nam. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ và vai trò của phụ nữ trong việc quảng bá văn hóa du lịch của quốc gia mình ra thế giới. Các thí sinh tham gia không chỉ là đại diện cho nhan sắc mà còn là những đại sứ du lịch, truyền tải những giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của đất nước mình tới bạn bè quốc tế. Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Ngân là gương mặt đại diện duy nhất và cũng là lần đầu tiên của Hải Phòng, Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi. Cùng với các thí sinh tham dự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân sẽ phải trải qua các phần thi bắt buộc của ban tổ chức, gồm phần thi quốc phục, trang phục dạ hội, tài năng và phần thi ứng xử bằng ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh. Cuộc thi Miss Tourism 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 tại đất nước Thái Lan. Người con Hải Phòng, Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Ngân sẽ còn một tháng để gấp rút cùng với ekip rèn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi. Thông qua cuộc thi có thêm cơ hội để Nguyễn Thị Tuyết Ngân cùng đại diện của các quốc gia khác trên thế giới có thêm kênh thông tin, giao lưu văn hóa và cùng nhau kết nối phát triển ngành du lịch toàn cầu. Theo nghị quyết số 20 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quyết định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quận Hồng Bàng là một trong 4 quận không được phép chăn nuôi trên địa bàn toàn quận từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua địa phương đã tuyên truyền tới các hộ dân và bước đầu đã thu hẹp được số hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trước kia, nhà bà Bùi Thị Hương nuôi hàng chục con lợn, có đợt cao điểm còn nuôi hơn 100 con. Sau khi có nghị quyết số 20 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng với sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình bà Hương đã dừng việc chăn nuôi gia súc gia cầm. Phường tuyên truyền vận động thì gia đình tôi cũng thay đổi nghề để kiếm cuộc sống khác, để cho hợp tác với dự án, để dự án làm cho nhanh chóng. Thế còn bước đầu thì vào
nghề khác thì nó cũng hơi khó khăn vì bỡ ngỡ, là vì nó cũng chưa được quen việc lắm, rồi dần dần thì nó cũng phải thay đổi đi để cho gia đình có cuộc sống ổn định. Hiện trên địa bàn phường Sở Dầu chỉ còn một hộ chăn nuôi lợn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền để các hộ chăn nuôi trên địa bàn đồng thuận và chấm dứt chăn nuôi từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử phường, cũng như là trên các cuộc họp tại tổ dân phố, các cuộc giao ban của các buổi sinh hoạt chi bộ để các bác tổ dân phố cũng tuyên truyền, đồng thời dán ở bảng tin các tổ dân phố để nhân dân cũng nắm bắt được cái chủ trương của thành phố. Và đồng thời Ủy ban phường cũng triển khai họp các cái hộ chăn nuôi và ký cam kết tới các hộ là sẽ thực hiện chỉ nuôi trong đến hết năm 2024, và trong năm 2025 thì sẽ chuyển sang các loại hình khác như là kinh doanh buôn bán hoặc là đi làm thêm để tăng thêm thu nhập. Trong số 9 phường của quận Hồng Bàng thì đến nay chỉ còn 3 phường đang có hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, gồm phường Sở Dầu, Hùng Vương và Quán Toàn. Tổng số hộ chăn nuôi lợn tại 3 phường giảm từ 48 hộ năm 2023 xuống còn 15 hộ. Thực hiện nghị quyết số 20 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đối với 6 phường hiện không còn chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân quận đã quán triệt việc không để phát sinh chăn nuôi gia súc gia cầm trong thời gian tới. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 3 phường còn lại ra soát và tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân, phấn đấu hết năm nay không còn hộ chăn nuôi trên địa bàn. Việc dừng chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu vực trung tâm thành phố góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với chủ đề phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Lễ khai mạc được tổ chức đồng loạt vào ngày 1 tháng 10 trên địa bàn toàn thành phố. Đây là nội dung trong công văn số 2828 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuần lễ. Tuần lễ được triển khai với hình thức nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời như thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của đơn vị, trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, tuyên truyền trực quan và nhiều hình thức khác về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ để người dân biết và tham gia. Các hoạt động của tuần lễ được triển khai gồm tổ chức các ngày hội sách, tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, huy động các tổ chức cá nhân, cha mẹ học sinh, sinh viên, đầu tư thiết bị, tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tổ chức các lớp giáo dục về kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh, học viên, sinh viên, đa dạng hóa các dịch vụ thư viện, đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các quận huyện, nhất là vùng nông thôn, vùng hải đảo, tăng cường luân chuyển sách báo, tài liệu giữa các thư viện. Nằm trên địa bàn huyện Cát Hải, vườn quốc gia Cát Bà cũng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, trong đó hàng nghìn cây xanh trong hệ sinh thái rừng đá vôi của vườn bị hư hại, gãy đổ, trong đó có nhiều cây có tuổi đời hàng chục năm. Sau bão số 3, vườn quốc gia Cát Bà đã huy động tối đa nhân viên và lực lượng kiểm lâm khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Chia sẻ với những thiệt hại của vườn, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình vừa tới thăm, động viên, tặng quà viên chức và người lao động Vườn Quốc gia Cát Bà khắc phục hậu quả bão số 3. Chúng tôi thấu hiểu về những khó khăn khi bão gây ra và rất là cảm thông với Vườn Quốc gia Cát Bà và tăng cường cái mối đoàn kết hợp tác trong thời gian tới đối với hai vườn quốc gia cũng như là hai đơn vị là di sản. Thì Cát Bà bây giờ đã gia nhập vào ngôi nhà chung của di sản thế giới của Việt Nam. Với kinh nghiệm ứng phó thiên tai, quản lý và bảo tồn vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với vườn quốc gia Cát Bà trong việc sớm phục hồi diện tích rừng, bảo đảm độ che phủ và ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô do lượng cây gãy đổ tương đối nhiều. Là thành viên câu lạc bộ di sản thế giới của Việt Nam, sự quan tâm và hỗ trợ của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đối với Vườn Quốc gia Cát Bà thể hiện sự gắn kết
chung tay khắc phục hậu quả thiên tai và cùng nhau bảo tồn, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng của khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà cũng như di sản thiên nhiên thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 10 phút vàng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.